Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 35 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tù Trần Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngày sau đó, đường thanh nhã cũng đã phát hiện ra ánh mắt của Diệp Trần, vội vàng dùng hai tay che lấy cảnh xuân trượt lộ ra ở ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần, anh là đại lưu manh, mắt anh nhìn ở đâu đấy? Diệp Trần lập tức không biết phải nói gì, thầm nghĩ. Chị hai à, đã ta muốn nhìn lén sao? Rõ ràng là chính cô không chú ý. Ta làm sao mà lưu manh được chứ? Hai người chơi đùa một lúc, đường thanh nhã cũng đã khỏi hoàn toàn rồi. Thế là trực tiếp xuất viện vốn là mọi người đường xa chuẩn bị trở về nhà diệp trần cũng dự định quay trở lại nhà hàng xem tình huống một chút đường thanh nhã đột nhiên đỏ mặt nói điều đó diệp trần bây giờ đang là kỳ nghỉ đông tôi không có việc gì để làm không bằng tôi theo anh cùng đi tới nhà hàng giúp gì tôi một tay có được không diệp trần suy nghĩ một chút cũng không có từ chối kết quả là đường thanh nhã và diệp trần ngồi trên một chiếc xe hơi cùng nhau về tới nhà hàng tô thị trải qua hơn nửa ngày dọn dẹp Nhà hàng trên cơ bản đã quét dọn lại sạch sẽ, chỉ có điều mặt sàn phòng khách tầng 1, bàn ghế các loại đều tổn hại quá mức nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, nhà hàng khẳng định đã không mở cửa được. Tuy nhiên, lấy thân phận của Diệp Trần bây giờ, tự nhiên cũng không để ý tới chút lợi nhuận này. Buổi chiều, Tô Lam gọi người tới sửa chữa nhà hàng. Ở lầu 1 tu sửa sàn nhà, vách tường bị tổn hại, mà sở phi yên đặt mua lại bàn cũng đã được đưa tới. Bận rộn cả một buổi chiều, phòng khách tầng 1 bị tổn hại đã được tu sửa bảy tám phần. Tuy nhiên không có 10 ngày nửa tháng, chắc là cũng không có cách nào mở cửa buôn bán một lần nữa. Buổi tối, ba người Tô Lam đang chuẩn bị ai về nhà đấy. Diệp Trần lại khoát tay chặn lại nói. Dì Lam, Phi Yên, Thành Nhã, sau này mọi người đều đi tới chỗ cháu ở lại đi. Cháu bảo vệ mọi người cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa, cháu dự định để dì và hai người tăng lên một chút thực lực để phòng thân. Dì và hai người cảm thấy thế nào? Sau chuỗi sự kiện gần đây, đều đã là khiến Diệp Trần hiểu sâu sắc một đạo lý, Ren sắt thì bản thân cần phải cứng rắn. Chính mình không có khả năng giờ phút nào cũng có thể ở bên cạnh các nàng để bảo vệ. Huống chi, hắn còn muốn đi tìm lối vào tu chân giới. Một khi rời khỏi trái đất, những người thân bạn bè của hắn lại sẽ do ai bảo vệ đây? Biện pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng các nàng thành cao thủ, có thực lực tự bảo vệ chính mình. Ngoài chuyện đó ra, Diệp Trần còn dự định thành lập một nhánh thế lực thuộc về mình ở trái đất hơn nữa nhất định phải là thế lực mạnh nhất trên thế giới để không ai có thể dám xúc phạm đến người thân và bạn bè của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm rời khỏi đây. Đương nhiên, trước khi rời khỏi trái đất, hắn còn phải làm một chuyện, đó chính là làm cho hai người Diệp Thiên Ca và Mân Côi sống lại. Sau khi ba người nghe được lời đề nghị của Diệp Trần, đường thanh nhã thì vui mừng mà nhảy cẫng lên. Sở Phi Yên mặt cũng tràn đầy biểu cảm vui mừng duy chỉ có vẻ mặt của Tô Lam trở nên khó coi, rất không tự tin nói. Tiểu Trần, gì cũng được sao? Điều này cũng có trách, tuổi tác của Tô Lam dù sao so với được Thanh Nhã và Sở Phi Yên đều lớn hơn không ít. Hơn nữa, không có bất kỳ nội tình võ công gì. Nghe được Diệp Trần muốn chuyển thụ võ công cho cô, tự nhiên cảm thấy có chút không, không chắc lắm. Diệp Trần lập tức cười hà hà một tiếng, ngạo nghễ nói. gì Lam, gì đương nhiên là có thể. Có cháu ở đây, coi như một con heo, cháu cũng có thể bồi dưỡng nó trở thành con heo mạnh nhất sau khi thuận miệng nói xong câu này diệp trần lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn quả nhiên tô lam nghe được điều này lập tức vươn tay nắm chặt lê lộ tài của diệp trần tức giận nói được lắm tên tiểu tử thối này cháu nói ai là heo hả diệp trần lập tức sợ vội vàng cười lam lanh nói, dì làm lành nói gì lam mà gì lam cháu lỡ mồm cháu cháu sai rồi đường thanh nhã và sợ phi yên ở một bên lập tức thì nhau che miệng cười trộm. Chẳng mấy chốc Diệp Trần dẫn theo ba người trở lại biệt thự số 1, tiểu khu tự Kim Sơn. Tuy rằng ba người đều không phải lần đầu tiên tới đây, thế nhưng cảm nhận được linh khí nồng nặc trong viện, vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhất là hai người tù làm vào đường thành nhã, các nàng không có bất kỳ chân nguyên cơ sở nào, chỉ cảm thấy mỗi một lần hít thở, trong cơ thể dâng lên một đám lửa, cảm thấy tinh thần sảng khoái, đồng thời còn có một chút không thoải mái. Diệp Trần nhìn vào trong mắt, biết đây là bởi vì linh khí xung quanh quá nồng nặc, mà thể chất của hai người bây giờ quá kém. Nếu như cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ làm tổn thương lục phủ cũ tạng của bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao trước đó, Diệp Trần không để cho Tu Lam chuyển tới sống chung ở đây. Hai tay của hắn hướng về phía sau, nhấn một cái. Một đạo chân nguyên phân biệt rót vào cơ thể Tô Lam và Đường Thanh Nhã. Hai người lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này giọng nói của Diệp Trần đột nhiên vang lên ở trong tai của hai người. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận quỹ tích vận hành của đạo ký tức trong cơ thể kia. Hai người vội vàng theo lời mà làm việc. Sau khi hai người nhắm mắt, quả nhân cảm nhận được trong cơ thể có một luồng ký tức ấm áp đang lưu chuyển ở trong kinh mạch của mình. Trong mấy chốc, đạo ký tức ở trong cơ thể các nàng đã vận chuyển được một vòng, sau khi tiến vào đan điền. Lúc này Diệp Trần mới đưa bàn tay chậm rãi nhấc ra. Lần nữa mở miệng nói Dì Lam, Thành Nhã Đây chính là phương pháp hô hấp thổ nạp cơ bản nhất Hai người trước tiên dựa theo lộ tuyến vận hành vừa rồi Cháu hướng dẫn Hút linh khí vào trong cơ thể Thông qua phương pháp tuyến hóa này Để cho cháu xem trước tiền phú tù luyện của hai người Một chút có được không Hai người nhẹ gật đầu Thế là mỗi người đều tự tìm một chỗ ở bên cạnh Ngồi xuống và bắt đầu tự tìm tòi Thực hành tù luyện Diệp trần bây giờ đã nhìn về phía sở Phi Yên Phi Yên Cô bây giờ vẫn còn đang tu luyện công pháp mà trước kia tôi truyền cho sư phụ cô có phải không? Sở Phi Yên gật đầu nói. Đúng thế, từ sau khi tu luyện thiền địa tạo hóa quyết này, tốc độ tu luyện của tôi so với trước đó nhanh hơn không chỉ 10 lần. Bây giờ cũng đã gần tới huyền quang cảnh. À nhâm cũng chính là luyện khí tầng 4 mà anh nói. Diệp Trần cười lắc đầu nói. Tên của môn công pháp này nghe thì dọa người. Thật ra chẳng qua cũng chỉ là một loại công pháp huyền cấp bình thường mà thôi còn kém rất nhiều để được gọi là lợi hại. Tôi vẫn đã chuyển lại lần nữa cho cô một loại tốt hơn đi. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp duỗi ngón tay ra, hướng mi tâm của sở phi yên điểm một cái. Một tia sáng trắng chui vào trong đó. Chẳng mấy chốc, trong đầu của sở phi yên đã có thêm thông tin của một loại công pháp khác. Mình diệt cửu ẩm quyết. Sau khi sở phi yên nhanh chóng xem qua công pháp này một lần, lập tức líu lưỡi một lúc, nhìn không được mà nói tại sao tôi cảm thấy môn công pháp này âm hiểm, độc ác như vậy? Diệp Trần tức giận nói, đây chính là tuyệt học cả một đời của nữ đế âm cửu U. Cô không biết là nhiều người muốn có, còn cầu không được đấy. Cô còn không thích sao? Sở Phi Yên thẻ lưỡi ra, sau đó vẻ mặt tỏ ra không hiểu nói. Nữ đế âm cửu U ư, tên này sao quỷ cói vậy? Cô ta là ai? Diệp Trần sững sờ, sau đó qua tay áo nói. Nói vì cô, cô cũng sẽ không hiểu đâu. Nói tóm lại, cô thành thành thật thật tù luyện ở chỗ này đi. Không có bất ngờ gì xảy ra. Trăm ngày là có thể trúc cờ đấy. Cũng chính là cảnh giới thành đạo. Mà giới tu đạo nói, thực lực có vẻ so với võ giả thánh cảnh. Sở phi yên nghe được điều này, mặt mũi lập tức tràn đầy vui vẻ, vui mừng vô cùng. Nhưng ngay lập tức nghe thấy thanh âm lời nói của Diệp Trần có chút lạ lạ. Anh giản xếp ba người chúng tôi ở chỗ này là có ý định muốn làm chuyện gì sao? diệp trần thầm nghĩ sở phi yên thật thông minh vẻ mặt hiện ra sự lạnh lùng từ từ nhìn về phía tây mà nói có một số việc phải đi làm có vài người nhất định phải giết rồi sắc mặt của sở phi yên hơi đổi một chút đại khái đã đoán được dụng ý của diệp trần anh muốn đi tìm một côn đồn thánh tâm các sao đấy chính là tông môn ẩn thế trong truyền thuyết nghe nói đã có truyền thừa hơn ngàn năm trong môn phái đó còn có rất nhiều cao thủ đấy lông mày của diệp trần không thể không hiếu lại phi yên cô là người của giới tu đạo, thế mà đối với chuyện võ đạo cũng biết rõ ràng như vậy sao? Sở Phi Yên cười nhạt một cái rồi nói, thật ra thì cô luôn thánh tâm các cũng được coi là một nửa của giới tu đạo. Cái nói ở trong chỗ tông môn bọn họ, vốn là một chỗ được gọi là động thiên phúc địa của một vị tiên nhân thượng cổ. Hơn nữa, chỗ đó còn để lại truyền thừa của tiên nhân thượng cổ đó. Đừng các đệ tử của thánh tâm các học được, cho nên thực lực mới có thể cường đại khác thường. Chỉ có điều nghe nói những truyền thừa của vị tiên nhân kia chỉ có võ sản đội kình mới có thể thi triển những người tu đạo ra chân khí như chúng ta nhưng lại không thi triển ra được cho nên mới thành lập ra một cái tồn tại đặc thù như thánh tâm các này đã thuộc về thế giới võ đạo đồng thời lại có một nửa là tu giới đạo sau khi nghe lời giải thích của sở phi yên xong diệp trần hơi suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ nguyên do ở trong đó cười mà nói đó là bởi vì truyền thừa võ học tiên nhân mà thánh tâm các nhận được là thuộc về loại tu thể. Đối với cường độ của nhục thân có yêu cầu tương đối cao. Người tu đạo bây giờ ở trên trái đất thì gần như đều đã thiên hướng về truyền thừa pháp thuật. Thân thể quá mức yếu đuối. Một khi cố gắng tù luyện nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tự. Tự nhiên không có cách nào tu luyện. Sở Phi Yên nghe lời giải thích của Diệp Trần xong, trong mắt đẹp lập tức nổi lên thần thái khác thường. Cô ta chợt nhận ra, ở phương diện tu đạo, gần như không có chuyện gì mà diệp trần không biết vấn đề này làm hoang mang giới tu đạo của hoa hạ hơn ngàn năm qua thế mà hắn cũng có thể một câu nói toạc ra huyện cơ ở trong đó anh thật muốn đi côn lôn thánh tầm các sao chắc chắn bao nhiêu phần trăm sở phi yên cảm thấy rất rõ ràng cử động của diệp trần lần này quá mức bảo hiểm dù sao côn lôn thánh tầm các kia đã có thành danh ở hoa hạ hơn nghìn năm qua một thế lực tồn tại mà ngay cả quốc gia cũng phải kiêng kỵ ba phần. Không nghĩ tới, Diệp Trần đầu tiên đã giơ bàn tay lên, sau đó nhẹ nhàng lần một cái, cười nhạt rồi nói, tôi diệt chúng dễ như trở bàn tay. Nhìn qua sự tự tin vô cùng kia của Diệp Trần, thậm chí vẻ mặt có chút cuồng ngạo, sợ phi yên bỗng nhiên cảm thấy phương tâm khẽ run lên một chút, ngây dại. Nam nhân trước mắt này, tuy rằng so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng vẫn luôn luôn không có sợ hãi như vậy cũng luôn luôn cuồng ngạo không bị trói buộc như vậy dường như dưới tiên địa này không có chuyện gì hắn không thể làm được người chưa hiểu hắn đều sẽ cảm thấy hắn quá ngông cuồng nhưng sở phi yên thì lại biết chỉ cần nam nhân này nói tới điều gì vậy nhất định sẽ làm cho bằng được đây không phải là ngông cuồng mà là có sự tự tin tuyệt đối với bản thân mình mà chính loại tự tin này đối với nữ nhân mà nói thì đó chính là lực hấp dẫn trí mạng bởi vì ở bên cạnh hắn sẽ có một loại cảm giác tuyệt đối an toàn. Ngay tại lúc phương tâm của sở phi yên ngầm di chuyển, hai người đường thanh nhã và tô lam gần như cùng một lúc phát ra một tiếng rên rỉ, mang theo sự thống khổ. Diệp Trần lập tức lách mình đi tới bên cạnh hai người, hướng phía sau lưng hai người, nhẹ nhàng vỗ một cái. Hai người cũng đã thì nhau tỉnh táo lại. Đường thanh nhã mở hai mắt ra, hoảng sợ nói, Diệp Trần, tôi, tôi cảm giác trong bụng nóng quá. Tô làm ở bên cạnh cũng nói theo. Gì cũng thấy như vậy. Diệp Trần hướng hai người mỉm cười. Không tệ không tệ. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện ra khí cảm. Tuy rằng nguyên nhân một nửa là bởi vì linh khí tương đối nồng đậm. Tuy nhiên thiên phú của dì và đường thanh nhã cũng coi như không tệ. Thật ra thì thiên phú của hai người chỉ có thể coi là bình thường. Ngay cả sở phi yên còn chưa có bằng. Tuy nhiên bản thân Diệp Trần không có ôm hy vọng quá lớn chỉ cần không phải thiên tư kém đến mức làm cho người ta giận sôi diệp trần tự tin bằng lực lượng và thủ đoạn của hắn hào phí thời gian một hai năm ở trên thân của hai người bọn họ cũng đã đủ để cho bọn họ trở thành cao thủ cấp cao nhất ở trên thế giới này sau đó diệp trần trước tiên từ trong tử kim hổ lô lấy ra hai viên tẩy tủy đan để cho tô lam và đường thanh nhã ăn vào sau khi trải qua tẩy kim phạt tủy một phen khiến cho hai người mệt mỏi không chịu nổi mà trực tiếp ngủ tiếp đi. Vào ngày thứ hai, sau khi trải qua tẩy tủy đan tẩy kinh phạt tủy thiên phú của hai người đã được cải thiện, kinh mạch cũng trở nên thông suốt. Diệp Trần lúc này mới căn cứ vào thể chất của hai người, lựa chọn một loại công pháp tù luyện đỉnh cấp ở tu chân giới. Tổ đàm có tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu với người ta. Diệp Trần vì nàng lựa chọn một loại công pháp tên là không minh huyền công. Cho đến lúc cô ấy tù luyện có thành tựu, lại truyền cho nàng một loại thiên về bảo vệ tính mạng, tên là ngũ hành độn thuật. Đường thanh nhã thì có tính tình tương đối quả quyết. Diệp Trần truyền cho cô ta một loại tương đối mạnh và hung hãn, tên là thần hoàng biến. Môn công pháp này tu luyện tương đối khó. Tuy nhiên trong tương lai, hắn nếu như có cơ hội trở về tu chân giới, sẽ tìm cho đường thanh nhã, phượng hoàng chi huyết, tức là máu của phượng hoàng, là có thể tăng tư chất của cô nàng lên, để cho cô nàng một bước lên mây. Sau khi hướng hai người cẩn thận giảng giải hiểu rõ hai môn công pháp này lúc này cũng đã trôi qua thời gian hơn nửa ngày hai người vừa mới tiếp xúc với con đường tu chân đều có hứng thú rất cao sau này căn bản không cần diệp trần phải nhiều đời đều hào hứng đi tu luyện hơn nữa còn có sở phi yên tiền bối này trông coi diệp trần hoàn toàn có thể yên tâm rời đi cũng là lúc đi côn đồn thánh tầm các tính toán món nợ này trước thôi sau khi bố trí mấy tầng cấm chế ở xung quanh Lúc này Diệp Trần mới chào hỏi một tiếng với sở phi yên, rời khỏi biệt thự. Tuy nhiên sau khi rời khỏi biệt thự, Diệp Trần lại đứng trước một vấn đề mới. Hắn chưa bao giờ tới côn lôn thánh tầm cát, cũng không biết cái tầng bồn ẩn thế này cụ thể là ở chỗ nào. Hết cách rồi, Diệp Trần đành phải lấy điện thoại di động trong từ kim hồ đô ra, bấm dãy số của Dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà nhận được điện thoại của Diệp Trần, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, mà trong giọng nói hiện ra vẻ vui mừng như điên. Diệp Thiếu Tướng, ta đang trên đường tiến về Vân Châu, đang định tới bái phòng ngươi đây. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không khẽ híp một cái. Có thể để cho Dịch Sơn Hà tự mình chạy thêm một chuyến, chuyện chắc cũng không phải nhỏ. Làm sao thế? Hay là chính phủ muốn hỏi tội ta, phải ông tới bắt ta hay sao? Ở khi Diệp Trần nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo vài phần hàn ý. Dịch Sơn Hà vội vàng đáp, không không không, dĩ nhiên là không phải, Quốc sĩ tự nhiên có đại ngộ của quốc sĩ. Người vì mẹ mà báo thù, diệt tần gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mấy vị thủ trưởng đã thường nghị qua, tạm thời đặt việc này xuống rồi. Diệp Trần không thể không cười lạnh. Nói như vậy vẫn là lúc nào cũng có khả năng định tội của ta sao, đúng không? Thật ra thì Diệp Trần cũng hiểu rõ, cử động lần này của hắn ở kinh đô tạo ra động tĩnh quá thực là không nhỏ. Một người tạo áp được cho tám đại gia tộc lớn nhất, còn diệt cả tần gia. Cầu tầng ở trung ương tất nhiên sẽ tức giận, chẳng qua là cố kỳ thực lực của hắn, còn như muốn trị tội hắn cũng nhất định phải có mưu đồ cẩn thận, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, Diệp Trấn đoán một điểm không sai, tám gia tộc lớn nhất ở kinh đô là tám thế lực đã ăn rất sâu, có ảnh hưởng rất nặng. Phía dưới quả một phen, trung ương gần như đã thông qua quyết định xử phạt hắn, chỉ có điều về sau xuất hiện một chút biến cố mà thôi. Chỉ nghe được dịch Sơn Hà đại nói tiếp, Diệp Thiếu Tướng. Lần này xác thực người gây ra chuyện có phần lớn. Tuy rằng đại thủ trưởng một bực ra sức bảo vệ ngươi, nhưng cũng không thể thiền vị quá mức, trừ phi... Vì... Nói đến đây, dịch Sơn hà dừng lại một chút mới chậm rãi nói. Trừ phi, người có thể vì nước nhà lại lập một chút chiến công, đại thủ trưởng mới có thể giải vây cho ngươi. Nghe được câu này, Diệp Trần cũng cảm thấy thật bình thường. Lời này của dịch Sơn Hà khiến Diệp Trần không thể nín được cười. Thầm mắng lão hồ ly này lại tính toán để cho mình bán mạng cho hắn tuy nhiên cũng đúng lúc diệp trần muốn để dịch sơn hà dẫn mình đi côn đồn thánh tầm khác với cả bây giờ tuy rằng hắn đã có thể áp đảo lên trên quy tắc thế tục nhưng cuối cùng vẫn phải cho quốc gia mấy phần thể diện không nên đảm quá tuyệt tình bằng không thì cho dù hắn không sợ nhưng ít nhiều vẫn có chút phiền phức nói đi lần này đại muốn ta giúp các ông làm chuyện gì dịch sơn hà thấy diệp trần không có ý cử tuyệt lập tức hết sức vui mừng, nên vội vàng nói. Việc này nói ra thì rất dài. Tôi bây giờ còn cách thành phố Vân Châu chưa tới trăm dặm. Không bằng chờ tôi đến nơi ở của Diệp Tiêu Thướng, chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện một cách chi tiết có được không? Diệp Trần suy nghĩ một chút. Không cần. Phía nam thành phố Vân Châu có một quán trà tên là Phượng Tường. Tôi chờ ông ở đó. Dịch Sơn Hà tất nhiên là không phản đối. Nửa giờ sau, quán trà Phượng Tường. Trà cũng uống rồi, nói rõ tình huống hiện tại một chút đi diệp trần dựa vào ở trên ghế bành bắt chéo chân mỉm cười nhìn qua lão hồ lì ở trước mắt này từ từ mở miệng cất tiếng hỏi dịch sơn hà cười xấu hổ một tiếng diệp thiếu tướng người thẳng thắn nói chuyện thẳng thắn lão già này không có vòng vẻo nữa nha nói đến đây trên mặt dịch sơn hà hiện ra vẻ mặt ngừng trọng thận trọng nói thật ra thì chuyện này có quan hệ tới diệp thiền ca tướng quân nói đến đây Dịch dân hà cẩn thận để ý tới vẻ mặt của Diệp Trần một chút. Thấy hắn không có phản ứng quá kích mới tiếp tục mở miệng nói. Chuyện lần trước xảy ra ở Diệp ra. Tuy rằng ngay sau đó đã ra nghiêm lệnh cấm mọi người không được tiết lộ ra ngoài. Nhưng tin tức Diệp tướng quân chết vẫn không biết làm sao lại bị truyền ra ngoài được. Bây giờ chẳng những lòng người trong quân đội bàng hoàng, ngay cả các quốc gia khác ở xung quanh cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động thủ, y muốn mưu đồ làm loạn. Diệp Tương Quân chẳng những là chiến thần hòa hạ chúng ta, những năm vừa qua trấn thủ cương thổ phía Bắc, uy hiếp ba nước Tổ quốc, đảo quốc và cao ly. Bây giờ, ba nước này nghe được tin tức Diệp Tương Quân chết, đã bắt đầu có chút ngồi không yên. Diệp Trần nghe đến đó, hai mắt không thể không nhíu lại một chút, nâng chén trà trong tay lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm mới sầu ký nói. Chẳng lẽ, hòa hạ thiếu một Diệp Thiên Ca thì sẽ mất nước tuyệt chủng hay sao? Dịch Sơn Hà hít sông một hơi, mới nói, đường nhìn không đến mức đó. Một người mạnh hơn, lực lượng cuối cùng vẫn có hạn, còn chưa đủ để ảnh hưởng vận mệnh của một nước. Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ Thái Bình, quốc gia nào cũng không dám tùy tiện đứng ra khơi mạo chiến tranh. Chỉ có điều chính bởi vì chiến tranh gần như là không có khả năng, cho nên giữa các quốc gia với nhau thường sử dụng vũ lực để quyết định cao thấp. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà lại nặng nề thở dài lần nữa rồi nói, thôi được rồi để cho đơn giản tôi sẽ trực tiếp nói với ngài chuyện này không biết từ đâu cao đi quốc nghe được tin tức diệp tướng quân đã không còn ở trên thế gian hôm nay phát chiến thư với hoa hạ quốc chúng ta nói lý như trần cao thủ của đệ nhất cao đi quốc muốn luận bàn võ học với cao thủ hoa hạ chúng ta ở trên đỉnh núi hán nã diệp trần hơi sững sờ lý như trần sạc, rất lợi hại có phải không dịch sơn hà lập tức lộ ra vẻ khinh biệt nói Người này trong quá khứ thời gian 20 năm trước từng giao thủ với Diệp Thiên Ca tướng quân 3 lần, 3 lần hoàn toàn bại trận. Nếu như không phải nghe nói tin tức tướng quân đã chết, nghĩ rằng hắn cũng không có cái lá gan như vậy, dám can đảm hướng hòa hạ chúng ta và trả chiến thư. Diệp Trần cười rồi nói, vậy chẳng lẽ ngoài Diệp Thiên Ca ra, người trong thần long vệ không có người nào có thể thắng được người này sao? Dịch Sơn Hà nhớ mày nói, hải thánh của thần long vệ ta chắc là có thể hơn người này một bậc. Thế nhưng hai thánh dù sao cũng đã cao tuổi rồi. Mà Lý Như chân lại đang ở thời kỳ hoàng kim toàn thịnh. Chỉ sợ không có chắc chắn hoàn toàn có thể thắng hắn. Ý tứ của mấy vị thủ trưởng hòa hạ chúng ta quyết không thể bại bởi một cái nước nho nhỏ như Cao Ly. Chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải toàn thắng. Để Cao Ly Quốc không còn dám vọng tưởng, mang trong lòng tâm lý may mắn. Miễn cho sau này lại quấy rối gây chuyện nghe đến đó diệp trần tự nhiên đã sớm hiểu mục đích chuyến đi này của dịch sơn hà cho nên các ông muốn cho ta đảm đương trách nhiệm này sao dịch sơn hà lập tức xấu hổ cười một tiếng vội vàng đáp các vị thủ trưởng đều đã đồng ý tỏ thái độ chỉ cần diệp thiếu tướng chịu xuất mãn lần này chẳng những sẽ bỏ qua chuyện đổ sát tần sát trước kia hơn nữa quân hàm diệp thiếu tướng cũng trực tiếp tấn thẳng tới thượng tướng ngày sau ở trên tỉnh thiên nam có thể giải quyết thuận lợi Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp ứng ngay, chỉ là cúi đầu từ từ nhấm nháp thưởng thức chén trà ngon. Dịch Xuân Hà thấy thế lập tức cuống lên, hắn thật đúng là sợ Diệp Trần từ chối. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cử động lần này của Diệp Trần nó không chừng sẽ hoàn toàn chọc giận Trung ương. Đến lúc đó, nếu như thật sự tiến hành trừng phạt người này, có lẽ thật sự phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân. Đến lúc đó, việc này sẽ không thể cứu vãn nổi cho dù thật sự có thể tru sát được người này, tất nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá phải trả một mức rất giá, đau đớn và thể thảm. Nhưng là hắn biết rõ, thiêu niên trước mắt này có tính cách rất cuồng ngạo, cho nên không dám quyền bảo, sợ lại phản tác dụng, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Diệp Trần chậm rãi thưởng thức xong một ly trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, để cho ta xuất chiến giúp các ông, vậy cũng là chuyện không phải không có khả năng. Tuy nhiên ta có hai điều kiện. Được nghe được điều này, Dịch Xuân Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi vội vàng nói. Đừng nói là hai điều kiện, coi như là hai mươi cái điều kiện, hai trăm cái điều kiện, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Khóe miệng của Diệp Trần giật giật, xong hơi nhếch lên. Lão Tương Quân, đừng có cho nhiều điều kiện như vậy, cái nào cũng làm được. Hai cái điều kiện này của ta không có dễ dàng như vậy đâu. Nói xong lời này, Diệp Trần dừng lại một chút, giơ một ngón tay lên rồi nói. Điều kiện thứ nhất ta muốn ông dẫn ta tới Côn Lôn Thánh Tầm Các một chuyến. Dịch xuân Hà lập tức nhớ mày. Cồn Lôn Thánh Tầm Các sớm từng có ước định với quốc gia. Thánh Tầm Các thuộc về cấm khu của Hòa Hạ Quốc, người ngoài không được đi vào. Đệ tử Thánh Tầm Các cũng không được làm sằng bậy ở Hòa Hạ Quốc. Người đi nơi đó làm cái gì? Diệp Trần cười nhằn một tiếng. Chuyện này ông cũng không cần quản, chỉ cần đưa ta tới chỗ đó là được. Dịch xuân Hà hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn trong một cái. Được, điều kiện thứ nhất là đáp ứng với ngươi điều kiện thứ hai là gì nào diệp trần không có nhiều lời trực tiếp lấy ra hai bức tranh giấy từ trong từ kim hổ lô đưa tới trước mặt dịch sơn hà giúp ta tìm tới hai món đồ này coi như tìm không thấy thì ít nhất cũng phải nói cho ta nghe biết một chút tung tích của hai món đồ này dịch sơn hà cầm hai bức tranh ở trong tay nhìn chăm chú một lát trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt thật diệp hồi tiền thảo ư thận lòng trì huyết ư hai món đồ này, quả thực là ta chưa từng nghe thấy qua. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không chắc chắn, ở trên trái đất này có tồn tại hai món đồ này không. Dù sao hai món đồ này, cho dù ở tu chân giới, Trần Bảo đầy đất mà nói, cũng không phải là vật bình thường, chứ đừng nói chi tới trái đất nhỏ nhỏ như thế này. Ông chỉ cần phái người cẩn thận tìm kiếm giúp ta là được, chỉ cần ông có thể tìm tới hai món đồ này, ta có thể hứa hẹn trong tương lai làm một việc cho các ông. Diệp Dân Hà nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên. Chuyện này là thật sao? Diệp Trần nâng bình trà lên, nhẹ nhàng rót một chén trà, lạnh nhạt nói. Diệp cuồng tiền ta, nhận ngôn cửu định, chưa bao giờ nói ra sóng nuốt lời. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo và Thần Long Trì Huyết là hai vật phẩm quan trọng dùng để giúp Diệp Thiên Ca và Mân Cùi sống lại. Mà Thần Long Vệ có mạng lưới tổ chức tình báo lớn nhất trên thế giới. Nếu như ở trái đất thật có hai món đồ này vậy khẳng định thần long vệ có thể điều tra ra manh mối hiển nhiên so với diệp trần giống như một con ruồi không đầu này đi tìm lung tung còn mạnh hơn nhiều cũng chính bởi vì vậy diệp trần mới đáp ứng yêu cầu mà dịch sơn hà đã đề cập đến sau khi bàn điều kiện xong dịch sơn hà cũng vô cùng hưng phấn trực tiếp dẫn theo diệp trần đến một vùng hoang vắng bên ngoài thành phố vân châu bất ngờ là có một chiếc trực thăng quân sự đậu ở đó hai người lên trực thăng chỉ trong chốc lát cũng đã bay lên đến mấy ngàn mét trên bầu trời, sau đó đi thẳng về hướng Tây. Diệp Thiếu Tướng, ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao ngươi phải đi tới Thánh Tâm Các, dù sao ngươi cũng đã giết đại trưởng lão của bọn họ, chỉ sợ Thánh Tâm Các sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy đâu. Bên trên chiếc trực thăng, dịch dân là nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười lạnh đáp, chính là bởi vì ta giết bọn họ sẽ không chịu bỏ ý đồ cho nên ta mới phải chủ động tới tìm bọn họ đấy. Dịch Sơn Hà hơi sừng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu ra ý đồ của Diệp Trần, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn. Chẳng lẽ người muốn... Chuyện này sao có thể chứ? Người làm như vậy quá mạo hiểm. Diệp Trần gầy gầy trò bụi bám trên ống tay áo, dường như không có việc gì mà nói. Dù sao thánh tâm các này cũng không thể dùng được, sử lại cũng chỉ là một cái tai họa ngầm. Ta giúp các người diệt trừ tai họa, chẳng lẽ không tốt sao? Dịch Sơn Hà khẩn trương hẳn linh. Tuy nói là như thế, thế nhưng là thánh tâm các kia cũng không phải thế lực bình thường. Nghe nói không chỉ có tần đạp thiên kia là một cao thủ cấp bậc tiền nhân, mà còn có hai vị nữa. Hơn nữa, lại còn có trên trăm môn hạ đệ tử. Trưởng lão thì có hơn mười người, tất cả đều là cao thủ đấy. Nhiều năm về trước, quân sự tổ chức diễn tập tổ đội nhỏ từng làm qua một cái ước định, cho dù là chính diện đánh nhau, muốn bắt toàn bộ thánh tâm các lại chỉ ít cũng cần 10 vạn người quân đoàn tinh nhuệ. Hơn nữa, toàn bộ còn phải được trang bị vũ trang vào loại tốt nhất. Nếu không phải căn cốt của Thánh Tâm Các vững chắc khó gặm như vậy, quốc gia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đối với Thánh Tâm Các, luôn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt sao. Dịch Sơn Hà nói xong đời này, hai mắt nhìn thẳng Diệp Trần, ngữ giọng, thầm trường mà nói. Diệp Lão Đệ, người liền nghe Lão Ca ta một lần đi, người còn trẻ, còn có tương lai rộng lớn đang ở phía trước, không nên đặt mình vào tình thế nguy hiểm nói xong lời này dịch dân hà muốn tiến lên chuẩn bị bảo phi công điều khiển trực thăng quay đầu trở về nhưng lại bị diệp trần kéo lại cười nhạo mà cất tiếng nói dịch lão tướng quân nếu như người bây giờ bảo người cho trực thăng quay đầu trở về vậy ước định của chúng ta trước đó sẽ phải hủy bỏ cái này dịch dân hà lập tức cảm thấy đau nhức cả đầu nếu như hắn không đồng ý quyết định của diệp trần vậy ước định trước đó của bọn họ hủy bỏ. Hắn cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà thượng cấp giao cho. Thế nhưng là nếu như hắn đồng ý để Diệp Trần đi cây sự với Thánh Tầm Cát, Diệp Trần rất có khả năng không cách nào còn sống để trở về. Đến lúc đó, cũng như vậy, không có cách nào bàn giao. Dịch Sơn Hà lập tức ngừng một lúc, dường như đã quyết định, cắn rằng nói. Còn những người muốn hủy bỏ ước định của chúng ta, vậy ta không thể trơ mắt nhìn người đi chịu chết được diệp trần nghe nói như thế lông mày hơi nhíu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp tuy rằng dịch sơn hà giả mèo hóa cáo thì dừng thích tính toán thế nhưng làm người coi như cũng không tệ lại vì an nguy của hắn tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ của mình vừa nghĩ đến đây diệp trần cười ha ha một tiếng ngạo nghễ nói lão tương quân yên tâm chỉ là một côn lôn thánh tầm các nhỏ nhỏ mà thôi ta còn không có để ở trong lòng hôm đó ở trên sông thiên giang nếu như ta sử dụng toàn lực tần đạp thiên kia làm sao có thể tiếp được một chiêu của ta. Hai mắt của dịch sơn hà lập tức trợn ngược, theo bản năng muốn nói, người cũng quá mức cuồng vọng. Thế nhưng khi hắn nghĩ lại, hôm đó Diệp Trần giết chết tần đạp thiên, về sau lúc gặp lại hắn, cả người hoàn toàn không tổn hao, dù chỉ là một cọng lông, một sợi tóc. Hơn nữa, khi hắn biểu rõ Diệp Trần hơn, vậy thì dịch sơn hà phát hiện, người thiếu niên trước mắt này, tuy rằng mỗi lần đều nói ra lời nói kinh người, khiến người ta cho rằng hắn ngông cuồng, thế nhưng cuối cùng vẫn luôn làm cho ánh mắt của mọi người phải kinh ngạc khiếp sợ, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn thật có thể lấy một người chiến một cái tông môn ẩn thế ngàn năm sao? Dịch Sơn Hà không khỏi lắc đầu thêm một lần nữa, vẫn cảm thấy khả năng ấy là không lớn. Tuy rằng phi cơ trực thăng chiến đấu có tốc độ bay rất nhanh, thế nhưng là từ Vân Châu đến Côn Luân Sơn, dù sao cũng có tới mấy ngàn dặm. Mười tiếng sau, hai người đã đến Côn Luân Sơn. Lúc này sắc trời cũng đã đen lại. Hơn nữa, Côn Luân Sơn cực kỳ rộng lớn. Theo dịch Sơn Hà nói, lối vào thanh tầm các cũng khá là khó tìm. Thế là quyết định ở trong núi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên được. Đống rửa được đốt lên, cùng với dịch Sơn Hà còn có mấy tên thủ hạ đi theo. Mọi người đều là cao thủ, tùy tiện ở trong rừng bắt mấy con thú hoang tới thì có thể nướng ăn lót dạ. Về phần Diệp Trần, bây giờ gần như đã có thể tích cốc, căn bản không cần ăn uống gì cả. Đúng rồi, Diệp Đạo Đệ, kỳ thực ta luôn muốn có một nỗi nghi hoặc trong lòng, thế nên cực kỳ tò mò muốn hỏi ngươi một câu. Dịch Sơn Hà vừa gặm chân một con thỏ rừng nướng, vừa mở miệng hướng Diệp Trần mà hỏi. Hỏi đi. Diệp Trần ngồi xếp bằng ở trên một khối đá to lớn, vừa lặng yên không một tiếng động, hấp thù thiên địa linh khí xung quanh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Dịch Sơn Hà ngay lập tức đưa tay nâng cảm nói. Nói thật ta lúc đầu biết ngươi và Diệp Tướng Quân có quan hệ với nhau, vẫn cho là một thân tu vi kinh người của ngươi là do Diệp Tướng Quân truyền thụ. Tại hoặc là Diệp Tướng Quân cho người thay hắn truyền thụ cho ngươi. Về sau, là sau này ta mới phát hiện mười phần sai lầm, cho nên ta muốn hỏi. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút, thận trọng nói. Diệp đạo Đệ, người không phải là người của bổng lai tiền đảo trong truyền thuyết kia chứ? Diệp Trần nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Bồng lai tiên đạo ư, đây không phải là trong thần thoại gì gì đó sao? Chẳng lẽ trên trái đất, thật sự có một nơi như vậy. Dịch dân hãng nghe thấy Diệp Trần nói như thế, biết suy đoán của mình hẳn là đã, đã sai. Thế nhưng vẫn lập tức giải thích nói. Bồng lai tiên đạo thật sự là một chuyện trong truyền thuyết. Chẳng qua căn cứ các loại từ điệu lịch sử biểu hiện. Ở trên bồng lai tiên đạo kia, hẳn là sự thật có một cái tiên đạo như vậy. Hơn nữa, cách mỗi khoảng thời gian trăm năm đều sẽ xuất hiện một lần rất là thần bí hơn nữa còn nghe nói đã có người từng thành công trèo lên phía trên tiên đảo nhưng về sau không có thấy trở về truyền thuyết về tiên đảo kia ở trên đó ai cũng nói là tiên nhân có thực lực cường đại chỉ có điều mãi mà chưa chứng thực được nói đến đây hai mắt của dịch sơn hà nhìn thẳng vào diệp trần chậm rãi nói người tuổi trẻ thế nhưng đã có thực lực khủng bố như thế ngoài những tiên nhân trong truyền thuyết ở bồng đai tiên đảo kia ra, thì ta thực sự không nghĩ ra có một người nào có thể có thực lực vô cùng mạnh mẽ như vậy. Nghe xong Dịch Sơn Hà nói, Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Độc trước Diệp Trần vẫn cho bồng lai tiên đảo chỉ là một cách truyền thuyết dân gian. Thế nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Dịch Sơn Hà thì tuyệt đối sẽ không bắn tên không trúng đích. Hắn đã nói tiên đảo tồn tại, vậy nên chắc chắn là thật sự tồn tại. Hơn nữa, trước đó hắn đã từng đi tới tiên mộ ở dưới trên núi everest còn có thánh tâm các cái động thiên phúc địa của thiên nhân thượng cổ này đủ các loại mọi mặt bằng chứng trên trái đất hoàn toàn chính xác đã từng có tu tiên giả xuất hiện qua chẳng lẽ tu tiên giả thượng cổ này thật ra cũng không có biến mất chỉ là núp ở một góc nào đó trên trái đất thôi sao diệp trần lập tức tỏ ra hết sức hiếu kỳ với cái bí mật này bản thân của hắn suy nghĩ một chút nhưng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, cũng chẳng biết nói sao cho phải. Suy nghĩ của Diệp Trần đang trong ngược cảnh cây, ngồi ở chỗ đó im lặng không nói gì. Dịch dân hà còn tưởng rằng hắn không muốn để lộ ra sư bột của mình, tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Trong nháy mắt, đêm trôi qua, trời đã hưởng sáng. Mọi người lại tiếp tục lên đường, vượt qua một đoạn đường núi đầy trông gai. Sau khi lượn một vòng thật lớn, toàn bộ quân Luân Sơn ở phía trước xuất hiện một cái hẻm núi mở tối. Nhìn vào tình cảnh trước mắt, Dịch Sơn Hà nhịn không được cảm thán nói. Nằm đó trong rơi võ lầm chúng ta, có nhiều người cùng chung lý tưởng. Đó là lúc đến trình phạt thánh tầm các. Chính là ở tại chỗ này, gặp phải vị thiếu niên võ giả phòng hòa tuyệt đại kia. Hắn lấy lực lượng của một người, ngăn cản lại nhiều hào kiệt trung nguyên ở cái hẻm núi này đây. Nghe nói người này về sau, trở thành các chủ đường nhiệm thánh tầm các, tên gọi là Âu Dương Khuyết. Thực lực bây giờ chỉ sợ đã không kém tần đạp thiên. Nói đến đây, dịch dân hà chậm rãi giơ tay lên. Cái bàn tay này không còn đủ năm ngón. Dĩ nhiên đó chính là chỗ mà năm đó bị ẩu dường quyết chém làm tổn hại. Diệp thiếu tướng, đây là vết xe đổ của ta mà ngươi cần phải biết. Vượt qua con đường hẻm núi phía trước này, coi như khó đoán được là sống hay là chết. Dịch dân hà một mặt ngưng trọng, hiển nhiên vẫn còn cố gắng muốn khuyên Diệp Trần từ bỏ. Diệp Trần lại cười hà hà một tiếng. Lão tương quân, ngươi yên tâm đi. 40 năm trước, hắn chém của ngươi một ngón tay. Hôm nay, ta định lấy một mạng người của hắn báo thù cho ông. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp xài bước hướng hẻm núi đi tới. Đồng thời nâng tay lên, hướng phía sau đã vẫy vẫy, cất cào giọng nói. Mọi người chờ ta ở bên ngoài. Một giờ sau, trên đời này sẽ không còn côn luân thánh tầm các. Dưới trần thì triển cho thần thông giúp địa thành thốn. Sau một giây, cả người Diệp Trần đã đi vào trong hẻm núi. Nhìn qua phương hướng Diệp Trần biến mất, Dịch dân Hà không khỏi lắc đầu thở dài thêm một lần nữa. Cần gì phải như thế? Cần gì phải như thế chứ? Lại nói Diệp Trần chỉ trong chốc lát, đã tới điểm cuối con đường trong hẻm núi. Thế mà ở phía trước có một đoàn đôi vân đang đơ lửng trên không trung. Chẳng những che chắn đường đi tới cửa ở phía trước. Hơn nữa, trong đôi vân kia, sớm chớp quay cuồng, giống như lúc nào cũng có thể bổ xuống hộ sơn đại trận sao? Xem ra, nơi này trước đây khả năng đúng là một môn phái tu chân hoặc là động phủ của một vị tu tiên giả nào đó, nhưng chắc là đẳng cấp hơi thấp một chút. Tấp giọng lầm bầm lầu bồng một lúc, Diệp Trần trực tiếp cất bước bước đi vào trong đó. Chỉ nghe lốp bốp mấy tiếng, Diệp Trần một bước bước vào bên trong lôi vân kia, sấm chớp trên không trùng lập tức hung hăng bổ xuống đầu hắn. Đáng tiếc, lại ở trên người của Diệp Trần lại giống như gãi ngứa cho hắn vậy, không gây ra một chút tổn thương nào cho hắn. Diệp Trần thay đổi vị trí, đã đi xuyên qua bên trong hộ sơn đại trận, tiến vào trong sơn cốc phía trước. Hộ sơn đại trận đối với Diệp Trần mà nói, quả thực không có chút tác dụng gì. Kẻ nào dám can đảm tự tiện, xông vào thánh tầm các ta, không muốn sống đó sao? Diệp Trần vừa mới bước một bước vào trong sơn cốc, lập tức đã có một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Giọng nói ấy vừa rơi xuống, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc trắng ở phía trước, khi thế ngút trời. Nhưng mà Diệp Trần lại ngày cả mí mắt đều không có chớp một cái, nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói. Vân Châu, Diệp Cuồng Tiên, hôm nay đến đây tiêu diệt cồn luận thánh tầm các các người. Giọng nói ấy tuy không lớn, nhưng lại quanh quẩn ở toàn bộ trong sơn cốc không thôi. Trong nháy mắt truyền vào tai của mỗi người trong thánh tâm các. Trong nháy mắt, tất cả các trưởng lão, đệ tử thánh tâm các nhào nhào theo bốn phương tám hướng, thần tốc bắn ra mà đến. Trong chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ trong sơn cốc cũng đã có hai ba trăm người tập trung, hơn nữa khí thế mỗi người đều không kém. Cái gì? Người chính là Diệp Cuộng Tiên sao? Lão giả kia nghe thấy tên mà Diệp Trần tự báo ra, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi, cũng là trong lúc nhất thời không dám trực tiếp xuất thủ. Hóa ra, bọn họ cũng là ở hôm qua mới nhận được tin tức cùng đại trưởng lão tần đạp thiên của bọn hắn quyết chiến ở trên sông thiên sang kia là diệp cuồng thiên thế mà không có chết hơn nữa còn đại não kinh đô diệt cả tần ra người có tên cây có bóng đối phương đã có thể đánh bại đại trưởng lão của bọn họ chỉ sợ nếu là đơn đả độc đấu bên trong thánh tâm các cũng không có một người nào có thể là đối thủ của hắn có chuyện gì xảy ra thế ngay tại lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng kim chậm rãi đi ra từ trong đám người. Mọi người vội vàng nhau nhau tránh ra, đồng thời có mình hành lễ. Xin chào các chủ. Hóa ra người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng kim này, đường nhiên chính là Âu Dương Quyết, các chủ thánh tầm các. Âu Dương Quyết hướng đi tới phía trước mặt mọi người, mặt sáng như đuốc, cẩn thận đánh giá trên người Diệp Trần một phen, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Người chính là Vân Châu Diệp Cuồng Tiên, người đã đánh bại đại trưởng lão phải không? người quả nhiên là không chết. Diệp Trần hư lạnh một tiếng, một mặt vẻ bế nghệ nói, tên phế vật tần đạp thiền đó thì làm sao có khả năng giết được ta? Mọi người nghe nói như thế, lập tức nguyên cảm một đám giận đến oà oà là ói. Tần đạp thiên thân là đại trưởng lão thánh tâm các, bất kể võ công hay là bối phận đều là đệ nhất nhân của thánh tâm các bọn họ. Bây giờ thế mà lại bị mắng thành phế vật, điều này bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn đây? tiểu tử người đúng thật là ngông cuồng. Ta ngược lại muốn xem xem, người có lợi hại như tin đồn vậy hay không. Một người đàn ông trung niên có dáng người to lớn, nhìn giống như là người khổng lồ, trực tiếp đi ra từ trong đám người. Sau đó, mang theo uy năng kinh thiên, hùng hằng hướng diệt Trần đánh tới. Mỗi một bước đi của người đàn ông trung niên này bước ra, mặt đất đều bị rung động ầm ầm, thậm chí dẫn tới toàn bộ sơn cốc cũng vì đó mà chấn động, như thể đang có một trận động đất xảy ra. Tiết Hổ là trời sinh có thần lực, hơn nữa đã sớm tu luyện thần công kim cương bất hoại tới cảnh giới đỉnh phong, để hắn đi thử sâu cạn Diệp Quân Tiên này một chút cũng tốt. Càng người phải nhìn cẩn thận, tốt nhất có thể tìm ra điểm yếu của tên này. Âu Dương Khuyết vốn làm muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận quan sát chiến cuộc, tìm ra điểm yếu của Diệp Trần. Thế nhưng là còn chưa đợi hắn nói xong, đã nhìn thấy cảnh tượng mà khiến hắn phải vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy thiết hổ kia như tiềm điện vọt tới trước mặt Diệp Trần, hùng hăng giáng xuống một quyền, sàn đấn tiếng khí bạo xé không gian, uy thế thật đáng sợ. Nhưng Diệp Trần thế mà cũng bình thản tung ra một quyền như vậy tiến lên gành đón. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai cái nắm đấm một lớn một nhỏ hung hăng va chạm vào nhau, dường như ngay cả không gian cũng vì đó mà chấn động dữ dội. Nhưng kết quả thì lại hoàn toàn lệch ra ngoài dự liệu của mọi người. Thiết hồ có thân hình cao lớn uy mãnh, thế mà trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám thịt nhão, Mà Diệp Trần lại không hề bị lung lay một chút nào. Còn phòng ngự mang danh hiệu thiết hổ kia, thế mà bị đối phương dùng một quyền rõ ràng đánh nổ tung như pháo hỏa máu. Cái gì thế này? Lần này mọi người đều cả kinh, ngay cả mặt mũi của Âu Dương Khuyết, các chủ thánh tâm các cũng tràn đầy vẻ có tin. Kẻ này tôi còn trẻ, tại sao lại có tu vi bậc này rồi? Lão giả tóc trắng ở bên cạnh, thì một mặt hoảng sợ nói bồng lai tiên đạo. Hắn là tiên nhân của bồng lai tiên đạo đấy. Nghe được đời này của lão giả tóc trắng, mọi người lại run rẩy một lần nữa. Hai mắt của Diệp Trần lại kẽ híp lại một cái, cũng không có tiếp tục phủ nhận. Rất hiển nhiên, thanh tâm các dường như cũng biết sự tồn tại của bồng lai tiên đạo. Hơn nữa, so với dịch Sơn Hà, dường như càng thêm chắc chắn hơn. Rất nhanh ngay sau đó, Âu Dương Quyết đã kịp phản ứng, tiến lên một bước, hướng về phía Diệp Trần chắp tay nói. Các hạ tu vi kinh người, chúng ta bội phục. Tuy nhiên thánh tầm các ta với các hạ dường như cũng không có thù hận gì. Đánh với đại trưởng lão một trận trước đó cũng là quyết đấu công bằng. Đại trưởng lão tài nghệ không bằng người, thua ở trên tay các hạ. Đó âu cũng là số mệnh của hắn. Bây giờ hắn đã chết, hay là như vậy đi, chuyện này cứ như thế bỏ qua được chứ? Có thể nói rất rõ ràng, sau khi suy đoán được thân phận của Diệp Trần, Âu Dương Khuyết, Thánh Tầm Các Các Chủ đã bắt đầu nhận thức được chữ sợ viết thế nào. Xem ra bồng lai tiên đảo này chẳng lẽ có sự tồn tại hơn xa so với côn đồn thanh thầm các. Nếu không, Âu Dương Quyết sẽ không dễ dàng nhận sợ như vậy. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm phân tích ra, đành đùng cười nói. Cứ như vậy bỏ qua sao? Cái tên thượng quan kinh phân kia, món nợ này lại tính như thế nào? Hắn suýt chút nữa thì giết chết người thân và bạn bè của ta. Người cảm thấy Diệp cuồng tiên ta là người dễ nói chuyện như vậy sao? Âu Dương Quyết nghe nói như thế, lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét. Trước đó, tượng quan kinh phần quả thực từng tuyên bố muốn tàn sát hết người thần và bạn bè của Diệp Cuồng Tiên để tế điển sư tôn tần đạp thiên của hắn trên trời có linh thiêng. Lúc đó, Âu Dương Quyết đã cảm thấy không ổn, không ký tới hôm nay, quả nhiên đưa tới mầm tai họa vạn lên như vậy. Việc này đích thật là tượng quan xử đệ của ta làm không đúng, nhưng hoàn toàn là vì hành vi cá nhân của hắn chứ không có quan hệ tới thánh tầm các chúng ta. Mong rằng các hạ có thể bình xét. Nói xong câu này, Âu Dương Quyết vội vàng lại nói thêm một câu. Chỉ cần các hạ đồng ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, Thánh Tâm Các tàng nguyện ý dâng lên lễ vật quý giá của chúng ta để bồi thường tổn thất của các hạ. Chúng đệ tử Thánh Tâm Các nghe được lời nói này của các chủ, tất cả lại lập tức xôn xao một lần nữa. còn lồn Thánh Tâm Các bọn họ từ trước đến nay xa rời thế giới, thậm chí còn có thể có địa vị ngang với một quốc gia, chưa từng có bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy. Nhưng mà đối với cách ăn nói khép nép thỉnh cầu của Âu Dương Quyết, người tiêm điên trước mắt này lại cười lạnh. Bồi thường ư, ừ, tốt lắm, vậy ta lấy tính mạng của tất cả mọi người chỗ này để bồi thường cho ta. Nghe nói như thế, toàn bộ Xuân Cốc lập tức bùng nổ hoàn toàn. Tiểu tư này thật là cuồng vọng, đúng là không biết sống chết. Các chủ, cái này nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của Thánh Tâm Các ta, tất phải chết. Mọi người nhao nhao kêu gạo. Sắc mặt của Âu Dương Khuyết trở nên vô cùng khó coi. Trong đôi mắt đã lộ ra xa khí nồng đậm. Bạn các chủ đã nói hết lời ngon tiếng ngọt. Chẳng qua chỉ là hướng về phía bồng lai tiền đảo các hạ. Người vẫn như là không biết điều. Thật ra cho rằng thánh tâm các ta thật sự sợ người sao. Diệp Trần lập tức vui vẻ. Nếu là như vậy, vậy người cứ việc yên tâm đi. Ta cùng với bồng lai tiên đảo gì đó không có một chút quan hệ nào cả chỗ dựa của ta chỉ có mình ta mà thôi. Âu Dương Khuyết nghe nói như thế, hai mắt lập tức động lại, sát khí đã không giữ lại được chút nào nữa, phóng thích ra ngoài. Đã như vậy, vậy đừng, đừng trách bản các chủ vô tình với ngươi, bay trận. Sau khi Âu Dương Khuyết buông xuống lời này, các đệ tử thánh tâm các ở xung quanh đã ngay lập tức dựa theo một phương pháp nhất định bắt đầu hành động. Bắt đầu, thật tình kiếm trận. Chỉ thấy bọn họ hơn 10 người tạo thành một tổ, nhanh chóng chia ra làm bảy chỗ, như là bố cục của bắt đầu thất tinh, vừa khớp hình thành hình dáng giống như một cái thỉa bao vây Diệp Trần vào giữa. Trận pháp võ kỹ có thể dùng nạp trăm người sao? Nhưng so với trận pháp võ kỹ của thần Long Tứ Quân trước đó, chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Đáng tiếc, các người không có nhiều đệ tử có thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa, cũng không có nắm giữ được ảo diệu của môn trận pháp võ kỹ này. Diệp Trần đứng ở trong giữa đám người, như đi dạo chơi. Trên mặt không vui không buồn, chậm rãi mở miệng nói. Âu Dương Quyết nghe được điều này, lập tức cho mày. Bởi vì hắn luôn luôn có một loại cảm giác. Người thiếu niên trước mắt này cực kỳ không đơn giản. Tuyệt đối không phải một người thích tranh đua, miệng lưỡi với kẻ khác. Mà lão giả tóc trắng bên cạnh Âu Dương Quyết, nghe được Diệp Trần nói ra lời này, thì lại cười lạnh liên tục. Nói khoác mà không biết ngượng. Bắt đầu thất tình kiếm trận của thánh tâm các ta chính là chiến trận hộ sơn của tu tiên giả thượng cổ để lại. Hợp lực lượng của 98 tên đệ tử cùng một chỗ, cho dù là đại trưởng lão còn sống, cũng không phá giải được. Người, một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, cho dù tu vi có mạnh hơn nữa, thì hiểu được chiến trận hộ sơn gọi là cái gì sao? Nói xong câu này, lão giả tóc trắng bỗng nhiên vùng tay lên, giết hắn. Theo một tiếng ra lệnh, gần trăm người đồng thời xuất kiếm, tất cả hướng Diệp Trần ở giữa mà công kích tới. Diệp Trần không kinh sợ chút nào, cũng không hoảng hốt chút nào, quay miệng hơi nhếch lên nở nụ cười. Các người gọi đây là chiến trận hộ sơn sao? Thật sự là không biết mùi vị gì. Vậy ta phá chiến trận hộ sơn này của các ngươi để cho các ngươi nhìn qua một chút. Lời nói vừa bùng xuống, Diệp Trần vỗng nhiên hướng mặt phía bắc phóng tới, đồng thời lần nữa mở miệng. Bắt đầu thất tình trận, nhìn như biến ảo khó lường, kỳ tựng, có một cái tinh vi là luôn luôn bất động, là đồng bối của toàn bộ đại trận, đó chính là bắc cực tinh vị. Nói xong lời này, Diệp Trần người đã vọt tới hướng bắc cực tinh vị, trực tiếp dùng một quyền hùng hằng đập xuống. Tuy rằng 98 tên đệ tử thánh tầm các công lực hợp lại làm một thể, trở nên cực kỳ cường hãn, thế nhưng là bị một quyền của Diệp Trần oanh tới, bắc cực tinh vị hơn 10 tên đệ tử lập tức liên tục rút lui. Mà Âu Dương Khuyết và lão giả tóc trắng đồng thời hồ to một tiếng. Không được. Quả nhiên một quyền của Diệp Trần làm rung chuyển bắc cực tình vị. Toàn bộ bắt đầu thất tinh kiếm trận, trong nháy mắt, đại đoạn. Giống như là cơ thể không có trái tim. Các đệ tử khác ở mấy cái tinh vị còn lại, thế mà xung đột ở một chỗ, thoáng cái thường vòng một mạng. Tiếp theo, thân hình Diệp Trần bay lên, lấy tư thế gió thù quét lá vàng. Trong nháy mắt chém giết trăm người gần đây hầu như không còn toàn bộ thánh tâm các chẳng qua cũng chỉ có hai ba trăm người trước sau bị diệp trần không cần tới một phút thế mà đã tàn sát hơn phần nửa nhưng người còn lại tất cả lập tức đều hoảng sợ không điều này sao có thể chứ các vị tiền bối thánh tâm các ta hào phí mấy trăm năm mình nghiên cứu tạo ra chiến trận hộ sơn này vậy mà người lại phá dễ dàng như vậy ta không tin ta không tin lão giả tóc trắng kia nhịn không được thét lớn vẻ mặt không thể tin nổi diệp trần đào mắt tàn sát hơn trăm người, cười lạnh nói. Cảnh giới của ta, nhất là dạng con kiến hồi như các ngươi có khả năng suy đoán được sao? Ta nói rồi, sau ngày hôm nay thì trên đời này sẽ không còn cồn lồn thánh tầm các nữa. Diệp Trần nói xong lời này, đồng thời trực tiếp hướng lão xả tóc trắng và âu dường khuyết lão đến. Nhìn trưởng lão, thi triển lưỡng nghi kiếm pháp. Hai con mắt của Âu Dương Khuyết ngừng tụ lại, lập tức lớn tiếng nhắc nhở đối với lão giả tóc trắng ở bên cạnh đồng thời bàn tay lại vươn ra. Một đạo anh kiếm màu đỏ cao tới vài trăm mét đã ở trong cơ thể của Âu Dương Khuyết phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, lão giả tóc trắng cũng không dò dự. Một đạo anh kiếm màu xanh cũng từ trong cơ thể của hắn lao ra. Trong tay hai người này, thế mà mỗi người đều cầm một kiện linh khí. Diệp Trần thấy thế, lập tức không kinh sợ, mà còn lấy làm vui mừng, cười ha hả Tốt lắm, xem ra thánh tầm các các người quả nhiên là có rất nhiều độ tốt. Vậy thì liền trở thành quân lương giúp ta thành lập thế lực tông môn của ta đi. Tiểu tử, người trực tiền thắng được hai người chúng ta hãng nói. Sau khi Âu Dương Khuyết và nhị trưởng lão gọi linh khí của mình ra, hai người dường như cũng hiểu thuật hợp kích, giống như hòa thành một thể, khí tức bông nhiên tăng vọt, thậm chí đã vượt xa tần đạp thiên lúc trước. Một xanh một đỏ, hai thanh kiếm khổng đồ, sao gần ngàn mét, song kiếm tương giao, hùng hằng hướng về phía Diệp Trần đánh xuống giờ phút này thiên địa biến sắc mặt đất rung chuyển chẳng những các đệ tử khác của thánh tâm các thì nhau tránh né lùi về phía sau ngay cả đám người dịch sơn hạ ở xa bên ngoài mấy chục dặm cũng nhìn thấy ở trên bầu trời phía sau hẻm núi kia hiện lên dị tượng nhào nhào thay đổi sắc mặt uy được như thế chỉ sợ đã không thể kém hơn so với đạn hạt nhân cỡ nhỏ khó trách ngay cả quốc gia đều phải kiêng kỵ thánh tâm các này ba phần cũng không biết diệp thiếu tướng có thể còn sống mà trở về hay không trận chiến này thật là cam co. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, khi hai đạo kiếm mang kinh tiên tia rơi xuống, ngay cả mặt đất xung quanh trong phạm vi trầm dặm cũng phải lắc lư dữ dội một lần. Thế nhưng đến đây còn chưa có xong, ngay sau đó lại có từng đạo kiếm mang kinh tiên từ trong sơn cốc này phát ra. Bây giờ từng đợt từng đợt càng nhiều tiếng phát đập kịch liệt chuyển tới hơn, mặt đất chấn động dữ dội không ngừng. Mấy tiền bình sĩ bình thường đứng ở đằng sau dịch sơn hà cũng suýt chút nữa thì đứng không vững vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên tái mét đây chính là sức chiến đấu của cấp bậc tiền nhân sao quả thực quá kinh khủng đi suốt cuộc qua đi đường một lúc lâu cuối cùng tất cả đã bình yên trở lại như thế trận chiến vừa rồi trong ngày hôm nay chưa từng xảy ra đoàn người dịch sơn hà lại đợi ước chừng hơn nửa giờ nhưng vẫn không thấy diệp trần từ trong sơn cốc đi ra tới hẻm núi mọi người mơ hồ nghĩ tới điều gì đó vẻ mặt của họ trở nên vô cùng khó coi. Khuôn mặt của dịch sơn hà thì tái mét, không còn giọt máu. Song quyền nắm chặt lại, vẫn nhìn trăng chọc vào miệng hẻm núi, chờ mong hình bóng kia xuất hiện. Nhưng mà lại qua gần một giờ, trong sơn cốc vẫn vắng vẻ như cũ, không có bất kỳ người nào từ bên trong đi ra. Thủ trưởng, chúng ta chờ ở chỗ này đều đã chờ lâu như vậy rồi. Nếu như Diệp Thiếu Tướng không có chuyện gì xảy ra, chắc là sớm đã nên đi ra đây rồi chứ. Ở đằng sau dịch sơn hạ, một người không nhịn được mở miệng nói. Ngày sau đó lại có một người nói. Đúng đó thủ trưởng ạ, à, nếu như Diệp Thiếu Tướng thật sự có chuyện gì xảy ra, vậy chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới đúng. Bằng không, một khi để người của Thánh Tâm Các phát hiện ra chúng ta đang ở trên con đường này, chỉ sợ... Những người còn lại lập tức thì nhào gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Cho dù bọn họ đều là chiến sĩ đã trải qua hàng trăm trận chiến, thế nhưng đã đối với loại cảnh tượng vừa mới xuất hiện kia tạo ra được đả kích quá lớn đối với sức chịu đựng của bọn họ. Nếu như nói không sợ chút nào, thì đây tuyệt đối là chém gió. Vẻ mặt của dịch Sơn Hà dao động một lúc, cuối cùng cắn răng nói, đợi thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút, nếu như hắn vẫn không xuất hiện, chúng ta rút lui khỏi đây. Mặc dù mọi người đều không dám ở lại đây thêm một chút nào nữa, thế nhưng lo ngại sự uy phong của dịch Sơn Hà, tất cả đều không dám nói thêm một câu gì. Chỉ trong chớp mắt, mười phút vội vàng mà qua vẫn không thấy diệp trần xuất hiện ầy da! dịch dân hà thấy vậy không thể không nặng nề thở dài một hơi xem ra không có hy vọng gì rồi đi thôi đi thôi mọi người ngay lập tức thở vào nhẹ nhõm đang chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này nhưng mà vào đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau cả đám người dịch lão tướng quân ông không có chút lòng tin nào đối với ta cả hay sao lúc giọng nói này vang lên dường như còn ở ngoài khoảng cách ngàn mét. Chỉ sau khi giọng nói này rơi xuống, thì đã gần ngay ở trước mặt. Dịch Xuân Hán nghe được giọng nói này, lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào, Diệp Trần đã từ trong sơn cốc đi ra, hai tay đút trong túi quần, sáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần không bị tổn thương chỗ nào, lập tức cười ha hả một tiếng, trực tiếp sống tới, ôm Diệp Trần một cái, sau đó ở trên lồng ngực của hắn đấm một phát xong đỏ đủ cười. Trong đôi mắt già có chút phiếm hồng nói. Tiểu tử người sớm đã giải quyết xong rồi đúng không? Đang cố ý trêu đùa chúng ta đúng không? Theo suy nghĩ của dịch sơn hạ, thì chiến đấu trong đó đã sớm kết thúc. Nhưng Diệp Trần lại chậm chạp không đi ra, khẳng định là đang cố ý trêu đùa mình. Diệp Trần lập tức nhún vai, thuận miệng giải thích nói. Có một số việc cần phải xử lý nên hơi chậm một chút. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho dịch sơn hạ biết sau khi hắn tiêu diệt toàn bộ thánh tâm các, tìm được tàng bảo khố và kho dược liệu của thánh tâm các, sau đó thu sạch gần như toàn bộ các loại tinh khí, dược liệu trần quý vào trong từ kim hồ lô, nhát tràn đầy cả cái hồ lô ấy. Một đống vật phẩm này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Dịch Sơn Hà lại đưa mắt nhìn vào trong sơn cốc, vẫn có chút khó có thể tin nói. Người thật sự đã tiêu diệt thánh tâm các sao? Diệp Trần một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Âu Dương Khuyết các chủ thánh tầm các, tính cả 38 tên trưởng lão, 183 tên đệ tử, toàn bộ bị ta diệt sạch, không để rót lại một mống nào hết. Mấy tên chiến sĩ đứng sau lưng dịch sơn hạ, lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói đến, những người mà Diệp Trần giết, có thể nói, những người này đều là một trong những người mạnh nhất toàn bộ hòa hạ. Chỉ một hơi mà giết hết hơn 200 người. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù là những người như bọn họ, mỗi người trên tay đã từng giết người không phải chỉ có một. Giờ phút này, nhìn qua thiếu niên có thần sắc lạnh nhạt trước mắt này, không bình tĩnh nổi, mà hai chân run lầy bà lầy Trên đường trở về Vân Châu, luận võ với tên đệ tử cao thủ đó của nước cao đi, đã định rõ thời gian chưa? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng Các tiếng hỏi. Dịch Sơn Hà vội vàng nói, còn chưa, tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra lần này Bộ Ngoại giao lấy lý do là sắp tới gần Tết âm lịch, nên đã từ chối, nhưng cũng không kéo dài được quá lâu. Lấy tác phòng của nước cao ly trước kia, nhìn thấy nước ta thiếu tự tin, khẳng định sẽ càng ngông cuồng tự cao tự đại. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cuộc tỷ thí này chắc là sẽ được định ra ngay sau khi kết thúc Tết âm lịch. Diệp Trần nhẹ gật đầu đáp. Ừ, vậy các ông sắp xếp xong rồi, phải người đến Vân Châu tìm tôi là được. Nói xong câu này, diệp trần trực tiếp khép hai mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cái tên gọi là đệ nhất cao thủ nước cao ly ngay cả diệp thiên ca còn oánh không lại diệp trần há lại sẽ để hắn ở trong lòng còn chó sắp chết mà thôi cho hắn sủa thêm vài tiếng nữa đi ở trong mắt của hắn chuyến đi cao ly lần này coi như là một lần xuất ngoại đi du lịch thay đổi không khí một chút mà thôi và lúc này hắn đang tính toán là con nên mang theo tù làm với mấy người nữa cùng nhau đi chơi đùa hay không sau khi đưa Diệp Trần về đến Vân Châu, Dịch Sơn Hà liền vội vàng mà trở về. Hiển nhiên dự định ngay lập tức trở về Kinh Đô, nhanh chóng báo cáo việc này lên phía trên. Trở lại trong biệt thự, ba người Tô Lam, Đường Thanh Nhã, Sở Phi Yên, lúc này còn đang ngồi ở trong đương đình chém gió phần phật. Bởi vì Diệp Trần đã nói trước đó, cho đến hai ngày này, bọn họ vẫn luôn đợi ở trong biệt thự. Nhìn thấy Diệp Trần trở về, ba người mừng rỡ, nhất là Sở Phi Yên. Cô nàng thế nhưng là biết rõ, Diệp Trần đi chuyến này là làm chuyện gì. Tuy rằng cô nàng đối với Diệp Trần rất có lòng tin, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Sở phi yên nhịn không được hỏi. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Đã giải quyết xong rồi. Sở phi yên cuối cùng cũng được thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nội tâm lại mãnh liệt rung động. Vậy mà hắn thật sự tiêu diệt tổng môn ẩn thế đệ nhất của Hòa Hạ Quốc. Đường thành nhã ở bên cạnh, nghe thấy cách nói chuyện kỳ lạ của hai người lập tức đôi mì thành tú có hơi nhăn lại, chú cái miệng nhỏ nhắn như con thỏ mà nói. Hai người hình như có chuyện gì phải không? Giấu giếm tôi và gì Lam hả? Diệp Trần mỉm cười đáp. Giải quyết một ít chuyện phiền phức nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, việc tu luyện hai ngày này của hai người như thế nào? Đề cập tới vấn đề này, ngay lập tức đường thanh nhã giống như có bóng da xỉ hơi. Lấy đôi chân thon dài của cô ta ra, đã đá, đá hòn đá trên mặt đất rồi nói đừng có nói nữa, gì làm sắp đạt tới luyện khí tầng 1, mà tôi bây giờ, ngay cả Trần Nguyên còn chưa có tu luyện được. Diệp Trần à, có phải tôi quá ngu ngốc hay không? Diệp Trần nghe vậy lập tức cười ha ha, nhìn không được, đưa tay lên đánh nhẹ lên cái đầu nhỏ của đường thanh nhã một cái. Cô tu luyện thần hoàng biến, vốn đã là tương đối khó, chưa tu luyện ra được Trần Nguyên, thì chuyện đó cũng rất bình thường. Chẳng qua môn công pháp này của cô, tu luyện càng về sau càng lợi hại thích hợp với chiến đấu nhất. Sau này ta sẽ giúp cô luyện chế mấy lỗ bồi nguyên đan. Tốc độ tự nhiên có thể được nâng lên. Nghe được Diệp Trần nói như vậy, trong lòng của Đường Thanh Nhã cũng cảm thấy thật sự vui vẻ.